Mở đầu video hôm nay mình xin chào đến quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi video nha. Chúc mọi người một ngày luôn yên bình và nhiều sức khỏe. Nay cây đu đủ rồi, nó có được hai trái chín rồi, không biết ăn ra hồn gì không đây. Trái này với trái này, trái sinh đôi thì mới chín trái à. Trái này mỏi dịch. Tách từng hộp ra hay là lấy dao gọt em? Cái này em luộc càng lâu nó càng ngon, nó không xuống hên quá. Xả bào này một là kho hến, hai là kho ớt, ba nữa là nấu gì ta, bún thịt xào, bún bò xào. Nay chỉ 4 chốn à. Sáng quên mua miếng mỡ heo ăn về chiên. Đây mình có đậu que bắp với lại củ cà rốt mình luộc. Lạp xưởng cắt hạt lựu luôn, cắt hạt lựu tôm tươi đây nãy cũng cắt hạt lựu.
Đây là món ếch kho sả. Đây là món khoai tây luộc. Rất là ngon. Đây là miếng nước mắm với lại bột ngọt. Mình sẽ ướt từ từ vô. Mình cho lọc xưởng vô luôn. Tôm tươi đã xào thành hết, thành tôm xào. Hả? Hết trơn, có một chút xíu vậy. Còn cuối cùng rau củ.
nhân chín. Nay nhà mình ăn chảo rồi. Má đi đám giỗ rồi cho nên nhà còn mấy người ăn thôi. Quý các chú anh chị các bạn thưởng thức bữa cơm cùng gia đình nha. Cơm chiên cọc cẩm. Chút 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 bát cho cháu. Nhà có gì không? Không. Cơm nó chín rồi. Ăn vô. Gắn nè. Cũng quan sát tự không? Đang thương con mất mà. Ấm dần ăn với ai. Ấm dần với con gió. Má, mà khoai cũ. Khoai mới nhão nấu nó ngon. Ngọt nha. Dẻo. Nâu. Tình hình là mốt đám giỗ thì mai gói bánh. Bây giờ ăn cơm xong rồi ra giường mình kiếm dừa khô để mà chọt vô nạo để chuẩn bị nạo để mai gói bánh tét. Bây giờ mình sẽ giật dừa khô.
8 trái dừa khô. Giờ chị Hai ra chọt lá chuối. Chọt lá chuối để mà phơi héo héo rồi gọt ra lau để mà mình gói bánh. Em bẻ 8 trái đủ không? 8 trái dừa khô. 8 trái hả? Ừ.
hai mấy tàu đủ rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị các bạn vào video sau nha. Sớm giờ mình đi công chuyện ở nhà, mọi người đã lấy lá vô, gọc lá, chùi lá với lại lột dừa hết rồi. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn vào video sau. Ngày mai chuẩn bị, ngày mai là gói bánh. Ở dưới quê chắc tối là nhìn lên trời mình thấy được mấy ngôi sao. Ở thành phố thì đèn nó sáng, không khí nó ô nhiễm bụi quá, mình nhìn lên mình khó thấy được.